vị và các đồng chí, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương là ba tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý hết sức quan trọng, khu vực có tốc độ phát triển kinh tế cao, năng động nhất cả nước, có hệ thống cảng biển đang trên đà phát triển với mục tiêu trở thành hệ thống cảng nước sâu, cảng trung chuyển quốc tế cho tàu có tải trọng lớn, mang tầm cỡ khu vực và thế giới. Cùng với sự phát triển của hệ thống cảng biển, nhịp độ tăng trưởng của ngành vận tải biển, tình hình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của người, phương tiện, hàng hóa qua hệ thống cảng biển khu vực này đã và đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng của Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên trách chủ trì. Phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển, những chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng hôm nay đã chủ động sáng tạo trong công tác, nhạy bén linh hoạt trong đấu tranh, bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu cảng, góp phần quan trọng tạo môi trường an ninh, an toàn, thân thiện ở một cửa ngõ lớn nhất quốc gia bằng đường biển. Đây cũng là nội dung chúng tôi muốn chuyển đến quý vị trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí cùng điểm lại những hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh những ngày qua. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 5 tháng 7 vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số VT622P, bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 19 giờ 50 phút ngày 4 tháng 7, tại nhà số 888-9-23, đường 30 tháng 4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu, Đồn Biên phòng Chí Linh phối hợp với phòng BC04 Công an tỉnh và Công an thành phố Vũng Tàu đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thế Dân, ngụ tại 888-9-23, đường 30 tháng 4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 16 gói ma túy có trọng lượng khoảng 320 gram. Quá trình bắt giữ phát hiện trong nhà đối tượng Nguyễn Thế Dân có một đối tượng nghiện tên Nguyễn Ngọc Quốc Vương, trú tại số 51 đường Phạm Cự Lạng, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Thế Dân, lực lượng đánh án thu giữ thêm một ống kim loại màu vàng, bên trong chứa một vật hình trụ giống hình viên đạn, nghi là súng bút và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Chiều ngày 5 tháng 7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Huyện ủy Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo, Thị ủy Phú Mỹ và Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong lãnh đạo, công tác biên phòng và xây dựng các đồn biên phòng giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung, phạm vi, phương pháp trong thực hiện quy chế phối hợp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu quy định những phương thức, chế độ, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân ở các địa phương và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh về mọi mặt. Trên cơ sở những ý kiến thảo luận tại hội nghị, hai bên thống nhất những nội dung và trách nhiệm phối hợp trong giai đoạn 2021-2025. Khi có những chủ trương, chính sách mới về công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng có liên quan đến trách nhiệm của địa phương, thì Ban Thường vụ Đảng ủy hoặc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy và Thành ủy kịp thời thông báo, trao đổi với nhau để thống nhất chủ trương, đối sách, biện pháp triển khai thực hiện và giải quyết kịp thời. Ngày 25 tháng 8 năm 1977, Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ Trang ban hành quyết định thành lập đồn kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng sân bay Vũng Tàu, trực thuộc Công an Nhân dân Vũ Trang tỉnh Đồng Nai, với nhiệm vụ là bảo vệ công tác thăm dò và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam, gồm hai địa bàn chính, cảng dầu khí và sân bay Vũng Tàu, đồng thời trực tiếp làm công tác xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện, hàng hóa ra vào cửa khẩu cảng Vũng Tàu. Sau nhiều lần đổi tên gọi, ngày 7 tháng 6 năm 2021, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ra quyết định số 1954 về việc đổi tên đồn kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng sân bay Vũng Tàu thành Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu. Cho đến nay, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu gồm 5 ban, 3 đội và 6 trạm
quản lý an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng biển có vị trí đặc biệt quan trọng dọc theo sông Cái Mép Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng, từ những ngày đầu thành lập trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, phức tạp, song Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng và các trạm biên phòng cửa khẩu cảng đã chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ và bảo vệ các cảng, xây dựng kế hoạch phối hợp trong quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu cảng. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng còn thường xuyên kiện toàn, bổ sung tổ chức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng đúng chuyên ngành đào tạo, coi trọng việc bồi dưỡng giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác, duy trì giữ nghiêm kỷ luật. Do vậy, công tác an ninh cửa khẩu cảng được bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, công tác thủ tục và kiểm tra giám sát cho người, phương tiện, hàng hóa ra vào cửa khẩu cảng đúng quy định. Từng bước cải cách thủ tục hành chính thông thoáng về thủ tục, chặt chẽ về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước, tham gia đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Trải qua chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tuy nhiều lần thay đổi về biên chế, tổ chức, tên gọi, hệ thống cảng biển ngày càng mở rộng, địa bàn trải dài trên hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai, nhưng các thế hệ cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng luôn đoàn kết, cảnh giác, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước ở khu vực cửa khẩu cảng biển, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giữ gìn an ninh trật tự, quốc phòng an ninh được củng cố. Thế hệ cán bộ chiến sĩ của đơn vị hôm nay đã được trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng được cái yêu cầu ngày càng đòi hỏi cao hơn của nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực cửa khẩu cảng biển. Tuyến luồng phao số 0 trên vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về hàng hải, nơi thường xuyên xảy ra các hoạt động tội phạm. Trước yêu cầu và nhiều thách thức trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng vào các địa bàn trọng yếu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh quốc gia. Trong những năm qua, đơn vị đã bắt giữ, khởi tố và bàn giao nhiều vụ án hình sự và vụ việc vi phạm hành chính, triệt phá và bắt giữ các loại ma túy tổng hợp heroin, phối hợp với các lực lượng các đơn vị chức năng đấu tranh bắt giữ các băng nhóm tội phạm nguy hại như tội phạm hoạt động xâm hại môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển xăng dầu trái phép, tàu nước ngoài neo đậu trái phép trong vùng nước nội thủy Việt Nam. Đặc biệt, đã xử lý triệt để điểm nóng về trộm cướp tại vùng nước khu neo đậu phao số 0 Vũng Tàu, Gò Gia và cụm cảng khác. Xác định công tác phối hợp là việc làm quan trọng có phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị và các doanh nghiệp cảng trong thực hiện quy chế bằng những hoạt động cụ thể. Chỉ tính riêng năm 2021, các trạm biên phòng cửa khẩu cảng đã phối hợp với ban giám đốc cảng tổ chức tuần tra bộ và tuần tra thủy hàng trăm lượt, làm thủ tục thực hiện kiểm tra, giám sát, đăng ký kiểm soát bảo vệ an toàn cho gần 8.800 lượt chuyến tàu xuất nhập quá cảnh với gần 171.000 lượt thuyền viên, 1.500 hành khách với hơn 73 triệu tấn hàng hóa các loại. Cái công tác phối hợp với hiện tại là đang duy trì rất tốt, thì cũng mong là bên ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cứ duy trì. Thứ hai là cũng mong muốn là bên ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu tiếp tục đúng không, giúp đỡ cảng để đảm bảo an ninh trật tự và tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn khi mà trong quá trình khai thác cảng. Giữa cảng buồm Hải Vũng Tàu với ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian qua,
thì trên cái chức năng nhiệm vụ mà của hai đơn vị theo luật định cũng như là các quy định pháp luật của riêng từng ngành, thì lãnh đạo của hai đơn vị đã trao đổi và xây dựng cái quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Trên cơ sở đó thì triển khai đến các cái bộ phận chuyên môn và cán bộ nghiệp vụ để mà tổ chức triển khai đảm bảo hiệu quả kịp thời. Một trong những công tác mà Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu được đánh giá cao đó là hoạt động thực hiện nghiệp vụ làm thủ tục nhanh gọn, kiểm tra, giám sát, bảo vệ an toàn cho hàng triệu lượt chuyến tàu và thuyền viên với hàng tỷ tấn hàng hóa các loại. Riêng 6 tháng đầu năm nay đã tiếp nhận gần 4.100 lượt chuyến tàu quốc tế với hơn 12.700 lượt thuyền viên, 564 lượt hành khách và gần 38 triệu tấn hàng hóa. Tạo một môi trường an toàn thân thiện để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho doanh nghiệp và du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy rất thiện cảm với nơi đây vì ở đây rất an toàn, mọi người hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình. Doanh nghiệp tôi hoạt động 20 năm và chưa bao giờ bị trở ngại khó dễ. Biên phòng luôn tạo điều kiện để cho các thuyền viên về người cũng như tàu, thủ tục tàu đến làm hàng ngay tại chỗ, tránh được cái chậm trễ. Và nhất là triển khai từ thủ tục điện tử từ 26 đến giờ là đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho chủ tàu, chủ hàng cũng như các doanh nghiệp về việc đi lại cũng như chi phí. Đó là cái mà tôi đánh giá rất cao và cái của chính phủ cũng như là của biên phòng đã hỗ trợ doanh nghiệp. Phát huy cái truyền thống tốt đẹp của Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng, giữ vững phẩm chất của người cán bộ và tích cực hơn nữa trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, cho người dân trên địa bàn trong cái hoạt động thủ tục xuất nhập cảnh, góp phần vào cái sự thông thoáng phát triển theo cái chiều hướng hiện đại hiện nay với cái thời buổi là chúng ta thực hiện cái 4.0 ấy, và để góp phần vào phát triển cái kinh tế của địa bàn các tỉnh có cảng, các cái huyện có cảng biển và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hai năm qua, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, với đặc thù thường xuyên tiếp xúc với thuyền viên, hành khách nước ngoài, không loại trừ những người đã đi qua vùng dịch, nên công tác phòng chống lây nhiễm từ tuyến biên giới, đảm bảo an toàn cho người dân Bà Rịa Vũng Tàu luôn được cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng tuân thủ nghiêm ngặt. Để xây dựng hàng rào biên giới vững chắc, đảm bảo an toàn cho cả người dân lẫn người xuất nhập cảnh, Biên phòng cửa khẩu cảng đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa thực hiện công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra giám sát chặt chẽ và đảm bảo cho người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cảng biển được an toàn, thuận tiện, nhanh chóng, vừa ngăn chặn kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, không để lây lan dịch bệnh qua khu vực cửa khẩu cảng. Trong suốt quá trình 45 năm hình thành và phát triển, Đảng ủy Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng luôn tập trung đột phá trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh về mọi mặt. Chất lượng chính trị của đơn vị được nâng lên, cán bộ chiến sĩ tuyệt đối trung thành với đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 94%. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác phát triển đảng viên được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đạt 100% kế hoạch đề ra. Số lượng cán bộ chiến sĩ được đào tạo chuyên ngành nghiệp vụ cửa khẩu, ngoại ngữ và sau đại học ngày càng tăng. Hiện trên 25% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có trình độ đại học trở lên, 75% quân số có trình độ cao đẳng và trung học, 95% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các bộ phận cửa khẩu được đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành nghiệp vụ cửa khẩu. Bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được cấp trên điều động công tác tại Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu. Với truyền thống 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị, bản thân tôi nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của mình là phải giữ gìn và phát huy những thành quả mà biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đạt được trong 45 năm qua. Là một sĩ quan trẻ mới ra trường, tôi nhận thấy rằng mình phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, công tác và cống hiến hết mình
sao cho xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đơn vị, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng như là Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng đã dành cho thế hệ trẻ chúng tôi. Trải qua chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tuy nhiều lần thay đổi về biên chế, tổ chức, địa bàn cửa khẩu cảng được mở rộng, xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp mới, nhiệm vụ công tác an ninh cửa khẩu ngày càng nặng nề hơn, nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu luôn đoàn kết, cảnh giác, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ an ninh cửa khẩu cảng, giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương. Thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay của đơn vị đã trưởng thành về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ công tác an ninh cửa khẩu trong tình hình mới. Nhằm phát huy truyền thống 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu trước những tình hình phức tạp của thế giới cũng như đất nước, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm tốt công tác thủ tục xuất nhập cảnh, kiểm tra giám sát chặt chẽ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện ra vào hoạt động ở khu vực cửa khẩu do đơn vị quản lý, chỉ đạo các ban trạm đội nắm chắc tình hình, địa bàn, mục tiêu, đối tượng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, thực hiện tốt quy chế phối hợp với ban giám đốc các cảng, có mối quan hệ chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu cảng biển do đơn vị quản lý. Suốt chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu luôn được đón nhận những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ về mọi mặt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của các ban ngành đoàn thể, sự đùm bọc yêu mến của nhân dân, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách và vững vàng vượt qua khó khăn, các cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng hôm nay đã và đang từng ngày đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng thế trên biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo. Thưa quý vị và các đồng chí, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục lần sau. Thân ái chào tạm biệt.